Đừng trách mình quá mức, được chứ? Tôi đã nói với quý vị, ngày đầu tiên tôi đến đây, rằng khi tôi đi khắp nơi và không ngừng thuyết giảng, cả sự tinh khiết của tôi cũng thấp. Tôi nói với quý vị rồi, nhớ không? Và rồi khi tôi bế quan một mình, nó lên nhanh, 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 nhanh. Sự tinh khiết không dễ đạt được. Thậm chí bây giờ, mỗi ngày, tôi đạt được khoảng hàng tỷ ức điểm. Nhưng sự tinh khiết chỉ 2, 3 hay 4% mỗi ngày. Bởi vì chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta chia sẻ, hiểu không? Chúng ta chia sẻ năng lượng của mình và cũng nhận lại năng lượng khác. Đừng tự trách mình hoài. Chỉ cần cố gắng hết sức, hiểu không? Dạ, và con phải nói là con thật sự thích trung tâm này. Và con đến, con không biết là sư phụ sẽ đến đây. Nhưng có gì đó thôi thúc con rằng con phải ở đây. Cô phải? Dạ. Tất nhiên cô không cần phải ở đây. Dạ không, nhưng dù sao con cũng muốn đến bế quan bởi vì con học được nhiều điều. Chỉ là con nghĩ con cần phải học cách giữ sự tinh khiết khi con về nhà bởi vì con có thể cảm nhận được độ tinh khiết giảm xuống nhanh thế nào. Ồ vậy à, cô cảm nhận được điều đó. Dạ, như có thể là mất đi rất nhiều và không được, không bảo vệ mình đủ. Hãy luôn niệm hồng danh. Dạ, bởi vì chẳng hạn, khi con nhảy một điệu gọi là contact improvisation, phần lớn thời gian luôn có sự tiếp xúc thân thể, vấn đề là vậy. Rồi con có thể quên niệm hồng danh, tôi biết. Khi cô nhớ thì hãy cố gắng, thậm chí một lần, được chứ? Hai lần, và chỉ cần nói với các vị giáo chủ, xin các ngài nếu con quên thì các ngài đừng quên con. Được chứ? Phải. Rồi họ sẽ đứng bên và giúp cô bảo vệ cô. Được chứ? Chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta luôn bị ô nhiễm. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nhớ Thượng Đế 24/7. Bất cứ khi nào có thể, được chứ? Nếu không, ít nhất chúng ta cầu nguyện lúc sáng, nói là hôm nay con sẽ đi làm tiếp xúc với ngoài xã hội. Nếu con quên Ngài, xin Ngài đừng quên con. Và buổi tối trở về, cảm ơn Ngài đã bảo vệ con suốt ngày. Và bất cứ điều gì không tinh khiết hay ô nhiễm mà con đã làm, xin hãy rửa sạch cho con. Như vậy, rồi ngồi thiền. Dạ, cứ tha thứ cho bản thân về bất cứ điều gì trong quá khứ, phải không ạ? Tha thứ cho mình, Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho mình. Dạ. Cô không làm gì sai cả, chỉ là vì chúng ta ở trong thế giới ảo tưởng, hiểu không? Và không dễ giữ cho mình nổi bên trên. Hãy ghi nhớ điều này. Nếu quý vị ở trong nước, rất khó giữ cho mình được khô ráo. Dạ. Cho nên, mặc dù quý vị mặc bộ đồ lặn, nước vẫn có thể thấm vào đâu đó, hiểu không? Quý vị không thể mặc bộ đồ đó. Quý vị không thể mặc nó đi khắp nơi ngoài đường. Chỉ cần cố gắng luôn luôn nhớ Thượng Đế. Luôn luôn cầu nguyện, 2 giây rảnh rỗi, cầu nguyện. 1 giây rảnh rỗi, cầu nguyện để bảo hộ quý vị. Niệm hồng danh khi quý vị nhớ. Sao cưng? Cảm ơn sư phụ. Con chỉ muốn nói đến điều liên quan tới điều này. Điều này xảy ra trước đây vài tuần, và con ở cùng những người bên ngoài, vài người hàng xóm. Như kiểu họ đang tranh luận với nhau. Và khi mình thấy cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra, và thật sự không dễ để quán tưởng về hồng danh. Mình dường như bị kéo vào cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy. Và rồi một trong những người hàng xóm của con kết thúc bằng cách bỏ đi. Và lúc đó con nghĩ, ồ, hồng danh. Và con bắt đầu âm thầm niệm và tập trung vào bản thân. Vừa khi con làm vậy, năng lượng chuyển sang chỗ một người khác đứng phía sau khi cuộc tranh cãi này xảy ra. Thật ra toàn bộ thái độ của họ thay đổi và họ bắt đầu hát và huýt sáo với nhau. Con luôn biết hồng danh có rất nhiều lực lượng. Nhưng đó chỉ là thí dụ về hồng danh mạnh mẽ đến mức nào. Phải. Thậm chí trong tình trạng căng thẳng như thế. Phải. Là như vậy đó. Tôi nói với quý vị rồi, ngay cả nếu quý vị ở trong địa ngục, quý vị sẽ thoát khỏi đó nếu quý vị nhớ đến hồng danh. Cho nên hãy nhớ, được chứ? Con cũng muốn nói là, đêm hôm qua khi sư phụ niệm hồng danh cùng chúng con,
lực lượng của Thượng Đế như thể đi vào trong. Và khi sư phụ niệm, nước mắt con tuôn trào. Bởi vì con cảm nhận được lực lượng tận trong tâm khảm. Tốt. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Niệm năm hồng danh bất cứ khi nào cần thiết. Bất cứ khi nào quý vị nhớ, được chứ. Nhưng tất nhiên chúng ta không làm điều đó vì mục đích phàm phu hay bất cứ gì. Chỉ là hãy luôn luôn nhớ hồng danh. Để quý vị ở cùng Thượng Đế nhiều hơn và ít bị ảnh hưởng hơn bởi bầu không khí và ảnh hưởng phủ định của môi trường xung quanh mình. Chúng ta cứ phải nhẫn nại ở bất cứ nơi nào chúng ta sống, vậy thôi. Hãy nhẫn nại cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh không thuận lợi với chính phủ hay gia đình. Chúng ta cứ tiếp tục thiền và niệm danh xưng của năm vị giáo chủ của năm cảnh giới để gia trì bất cứ nơi nào chúng ta đến, và rồi người ta sẽ trở nên tốt hơn.